Sau khi hàng cuối cùng thì các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi trượt. Sau đó thì các bạn sẽ cắt cho mình len. Sau để chúng ta sẽ sử dụng kim khâu và chúng ta sẽ khâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ khâu hai phần của quả chuối này lại. Sau đó thì các bạn sẽ nhồi bông vào trong cho mình nhé. Nhồi bông xong thì chúng ta được hình quả chuối như thế này. Sau đó các bạn sẽ sử dụng len màu xanh hoặc là các bạn có thể sử dụng len màu nâu để chúng ta sẽ làm phần cả phần đây, sau đó sẽ làm phần cuống của quả chuối. Mình sẽ sử dụng một màu xanh khác. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt này. Chúng ta sẽ đưa lên trên đầu. Đầu tiên các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi đơn. Tiếp theo thì các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi gộp. Chúng ta sẽ đâm qua hai nơi để chúng ta sẽ thực hiện một mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi đơn. Tiếp theo sẽ lại là một mũi gộp. Sẽ thực hiện cho mình một mũi trượt và một mũi bính để chúng ta hàn lên móng tiếp vào. Móng tiếp theo các bạn cũng sẽ thực hiện cho mình một mũi đơn và một mũi gộp.
Và móc tiếp theo thì các bạn sẽ thực hiện cho mình mỗi chân móc là một mũi đơn nhé. Các bạn sẽ thực hiện thêm cho mình một hàng nữa. Sau đó các bạn sẽ gấp đôi vào. Chúng ta sẽ thực hiện xuyên qua cả hai. Chúng ta sẽ thực hiện cho mình là hai mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bến và chúng ta sẽ kết thúc lên. Phần lên thừa thì các bạn sẽ khâu vào phía bên trong. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một trái chuối này. Rất là dễ thương, các bạn có thể sử dụng để trang trí này, làm đồ chơi này, hoặc là làm móc treo ba lô, cặp sách, chìa khóa. Rất là dễ thương. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.